Đây sẽ là những tin chính có trong bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ Trần Đình Trọng. Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đón hai tân binh chất lượng. Đông Á Thanh Hóa lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải sắp tới. Mến chào tất cả quý khán giả thân thương của FPT Play. Chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin bóng đá Việt, nơi cập nhật tất cả những tin tức nóng hổi nhất của bóng đá trong nước và khu vực. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị và các bạn phải đợi lâu hơn nữa, hãy cùng với Hiền Ngô đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau mùa giải không đạt thành công như mong đợi, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để tuột mất ngôi vương tại đấu trường V-League. Giờ đây thì nhà cựu vương ở sân chơi cao nhất Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị lực lượng tối ưu nhất cho mùa giải sắp tới để tiếp tục tham vọng hồi sinh. Và việc tiên quyết mà họ cần phải làm đó chính là xây dựng bức tường thành vững chắc nhất nơi hàng thủ. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà đội chủ sân hàng đẫy đã đem về bản hợp đồng mới mang tên Trần Đình Trọng. Sau nhiều đồn đoán, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Trần Đình Trọng. Cựu cầu thủ Meriden Quy Nhơn Bình Định nằm trong số những gương mặt tiềm năng và nổi bật của bóng đá Việt Nam mà đội bóng ngành công an nhắm đến để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới 2024-2025. Sau 3 năm thi đấu xa nhà, trung vệ Trần Đình Trọng bày tỏ nguyện vọng được thi đấu ở một câu lạc bộ gần nhà để có thời gian bên gia đình. Những mục tiêu của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng phù hợp với mục tiêu mà cầu thủ sinh năm 1997 hướng tới. Chia sẻ với báo chí sau khi ra mắt đội bóng mới, Đình Trọng bày tỏ sự vui mừng và niềm hạnh phúc khi được khoác áo Công an Hà Nội. Đình Trọng cũng chia sẻ lý do khiến anh đi đến quyết định lựa chọn Công an Hà Nội làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Theo đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội bóng có truyền thống, có mục tiêu và có tham vọng nên sẽ giúp Đình Trọng cạnh tranh được danh hiệu. Và một điều quan trọng nữa đó là việc Đình Trọng sẽ được thi đấu gần nhà khi khoác áo nhà vô địch V-League 2023. Về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, lãnh đạo đội bóng đánh giá cao tài năng của trung vệ 27 tuổi cũng như muốn tạo điều kiện để anh được thi đấu như nguyện vọng. Đôi bên thống nhất và quyết định Đình Trọng sẽ chính thức khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa giải 2024-2025. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1997 đã vượt qua các bài kiểm tra y tế theo yêu cầu và đã có buổi tập đầu tiên cùng với các đồng đội. Tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, Đình Trọng sẽ mang áo số 31. Sự có mặt của Đình Trọng trong đội hình hứa hẹn sẽ giúp hàng phòng ngự của câu lạc bộ Công an Hà Nội chắc chắn hơn. Giải đấu đầu tiên mà anh sẽ cùng với đồng đội chinh phục ở mùa giải mới đó là giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025. Trong khi đó, tại câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định, đội bóng này nhiều khả năng sẽ có thêm một tân binh nữa đến từ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Cái tên được đồn đoán sẽ gia nhập đội chủ sân Quy Nhơn đó là Hoàng Xuân Tân. Nếu như chính thức gia nhập đội chủ sân Quy Nhơn, Hoàng Xuân Tân sẽ là cựu cầu thủ thứ 3 của Thép Xanh Nam Định đến với đội bóng miền Trung sau hai người đồng đội cũ là Đoàn Thanh Trường và Mai Xuân Quyết. Ở mùa giải năm ngoái, Hoàng Xuân Tân khoác áo câu lạc bộ BVF CAND ở giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng. Hoàng Xuân Tân trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và đã từng được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam. Ở mùa giải trước trong màu áo của câu lạc bộ BVF CAND, Hoàng Xuân Tân chỉ có 6 lần ra sân tại giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng. Do đó, việc chuyển đến câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định được kỳ vọng sẽ giúp cho Hoàng Xuân Tân có thêm thời gian thi đấu. Ở giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng, câu lạc bộ Hòa Bình vừa công bố việc tái ngộ với huấn luyện viên Lê Quốc Vượng. Đây là lần thứ hai vị chiến lược gia xứ Nghệ dẫn dắt đội bóng miền núi Tây Bắc. Trước đó thì anh đã có 3 năm dẫn dắt câu lạc bộ Hòa Bình. Ở mùa giải trước, huấn luyện viên Lê Quốc Vượng làm trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tại câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau một mùa giải gắn bó với đội bóng núi Hồng, cựu tiền vệ này đã quyết định tìm hướng đi riêng và trở lại với vai trò thuyền trưởng của một đội bóng đang chơi ở giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam. Ở một diễn biến khác, sau khi mà trở thành tân vương của V-League mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang hoạt động vô cùng tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm củng cố sức mạnh về mặt đội hình. Ngoài việc để nhiều cầu thủ ra đi theo dạng tự do và cho mượn, thì đội bóng Thành Nam cũng đã nỗ lực mang thêm về những tân binh chất lượng nhằm chinh chiến ở 3 mặt trận tại mùa giải sắp tới. Thép Xanh Nam Định mới đây đã chào đón thêm 2 bản hợp đồng chất lượng, một ngoại binh và một nội binh. Đầu tiên đó là Joseph Mpande, tiền đạo đã khẳng định được năng lực trong những mùa giải qua tại V-League và được xem như biểu tượng trên hàng công của câu lạc bộ Hải Phòng. Mùa này, Thép Xanh Nam Định được đăng ký 5 ngoại binh, nên trong thời gian tới, đội sẽ bổ sung thêm một cầu thủ nữa. Boba Rafenson, Henrio và Lucas Alves từ mùa trước vẫn được giữ nguyên.
Tân binh thứ hai mới gia nhập đội bóng Thành Nam đó là tiền vệ Trần Văn Trùng từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Văn Trùng thuận chân trái, có lối chơi kỹ thuật, thậm chí còn được đặt biệt danh là Trùng Messi. Văn Trùng sẽ gắn bó với Thép Xanh Nam Định bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với Joseph Mbappé, hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ở một diễn biến khác, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã chính thức gia nhập trường Tư Bình Phước từ Công an Hà Nội. Tấn Sinh là thành viên chủ chốt của đội bóng ngành công an, giành chức vô địch V-League 2023. Việc bổ sung thêm Tấn Sinh càng khẳng định cho tham vọng thăng hạng V-League 1 mùa này của trường Tư Bình Phước. Trước đó, đội bóng cũng đã chào đón một tân binh chất lượng khác, đó là tiền vệ Sầm Ngọc Đức. Trong khi mà những đội bóng khác không tiếc tiền chi hầu bao để bổ sung đội hình để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, thì ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vẫn đang im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng xứ Thanh cho đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ một tân binh nào. Trong buổi phỏng vấn cùng với FPT Play mới đây, thì lãnh đạo của đội bóng xứ Thanh đã có những chia sẻ về kế hoạch nhân sự của mình ở mùa giải mới. Mới đây, quyết định rút không tham dự cúp C2 châu Á của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã tạo ra những làn sóng trái chiều. Tuy vậy, để đi đến quyết định này, ban lãnh đạo đội bóng đã phải suy xét và tính toán rất kỹ lưỡng. Khi vô địch giải quốc gia thì là mình lại có thêm một cái suất đá cúp C2 nữa. Thì thực sự là bản thân chúng tôi đã ngồi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để ra các bước đi. Liên đoàn bóng đá họ cũng tư vấn rất là nhiệt tình và cùng ngồi lại để xem cái lợi và cái không và cái được và cái mất. Và đến thì chốt lại là chúng tôi sẽ xin không tham gia giải C2 nữa để toàn tâm toàn ý cho V-League, cúp quốc gia cũng như cúp Đông Nam Á năm nay. Nó không hẳn đến từ kinh phí mà đến từ cái lịch thi đấu nó quá dày. Lịch thi đấu có, nếu mà căn ra trừ đi những ngày thi đấu thì trung bình khoảng 4 đến 5 ngày thì đội phải thi đấu một trận trong cả mùa, chưa kể là thời gian di chuyển bay đi bay về như thế thì quá tải. Thì tôi thấy rằng là các đội trong thời gian đá các giải quốc tế, các đội Việt Nam mình gần đây đều V-League đều rất là phong độ rất là kém. Đó cũng là mối lo của chúng tôi, đặc biệt là mùa vừa rồi là câu lạc bộ có 3-4 ca chấn thương dài hạn do lịch thi đấu dày, cũng hầu như là liên quan đến dây chằng rồi sụn, dẫn đến là chúng tôi thực sự rất là hoang mang nếu mà lịch thi đấu dày quá. Tôi rất lo cho cái sức khỏe đảm bảo cho các cầu thủ. Dù không tham dự đấu trường cấp châu lục, nhưng giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Shopee Cup là đấu trường Đông Á Thanh Hóa đặt mục tiêu cao. Trong thời gian tới, nhiều khả năng đội sẽ bổ sung thêm hai ngoại binh đến từ Brazil. Về mặt nội bình, ban lãnh đạo không tạo ra nhiều xáo trộn. Đông Á Thanh Hóa chủ yếu sẽ đôn lên các gương mặt mới từ đội trẻ. Trong những năm qua, công tác đào tạo trẻ là điểm sáng lớn của bóng đá xứ Thanh. Năm 2023, U21 Đông Á Thanh Hóa đã giành huy chương đồng ở vòng chung kết U21 quốc gia. Đây cũng là lứa cầu thủ đã vô địch vòng chung kết U17 quốc gia, Á quân giải U15 toàn quốc. Thưa quý vị, chương trình khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro AFC VFF năm 2024-2025 đã thu hút được sự tham gia của nhiều chiến lược gia đang làm việc tại V-League. Các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất quan tâm đến khóa đào tạo này và họ cũng vừa có buổi gặp gỡ, động viên cùng với các huấn luyện viên đang học bằng AFC Pro. Thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi đã gặp mặt các học viên trong chương trình khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro AFC VFF năm 2024-2025. Trao đổi cùng các học viên, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh đây là khóa học đặc biệt được tổ chức với sự nỗ lực của các bộ phận liên quan và sự đồng hành hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Ông Tuấn khẳng định đây sẽ là cơ hội để các huấn luyện viên có được nâng cấp, cập nhật kiến thức và từ đó trở thành nguồn lực của các câu lạc bộ trong nước, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của bóng đá nước nhà. Nhận xét về quá trình học tập sau hơn một tuần làm việc cùng các học viên, giảng viên Kageyama Masanaga, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cho biết, đây là một minh chứng cho sự hợp tác tốt đẹp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Các giảng viên đã nỗ lực truyền tải những thông tin và kiến thức cũng như kinh nghiệm tới tất cả các học viên. Một sự xuất hiện đặc biệt nữa trong khóa học lần này là huấn luyện viên Kim Sang-sik, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã có những trao đổi cùng các học viên về kinh nghiệm, chiến lý huấn luyện tại đội tuyển Việt Nam. Dự kiến khóa học huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro AFC VFF giai đoạn 1 sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Ba giai đoạn tiếp theo của khóa học sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm 2025. Hơn 700 cầu thủ nhí từ 6 tuổi đến 17 tuổi
đang đào tạo và tập luyện tại các cơ sở của trung tâm bóng đá Đăng Phúc Sport đã có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình, đó là trung vệ đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng. Tất cả đã cùng tụ hội trong ngày khai mạc của giải đấu Đăng Phúc Sport Cup 2024. Đây là giải đấu thường niên của trung tâm Đăng Phúc Sport. Trung tâm được thành lập từ cựu cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Đăng Phúc. Hàng năm, trung tâm Đăng Phúc Sport luôn tổ chức giải đấu để cho các học viên từ khắp nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giao lưu, thi đấu, cọ sát và có những trải nghiệm đẹp trong thời gian được đào tạo bởi trung tâm. Và ở giải đấu năm 2024, ban tổ chức giải đã đem đến một món quà đặc biệt dành cho các cầu thủ nhí khi mời được trung vệ Bùi Tiến Dũng đến tham gia giao lưu trong buổi lễ khai mạc. Bản thân trung vệ của câu lạc bộ Thể Công Viettel cũng cực kỳ hào hứng khi được hòa mình vào không khí của giải đấu với các cầu thủ nhí. Ngày hôm nay khi Dũng mà được đến tham dự khai mạc của giải Đăng Phúc Sport Cup này thì Dũng cảm thấy rất là vui khi mà được chứng kiến tất cả có mặt ở đây để chứng kiến các em nhỏ chơi bóng với cái tinh thần gọi là cái đầy nhiệt huyết rất là cao, nhìn các em ai ai cũng là đều rất là hứng khởi để mà chuẩn bị ra sân. Thì Dũng cảm thấy thì mình có một chút nào đấy để mình hồi ức lại cái hồi mà mình còn mới giống như độ tuổi của các em ở đây khi mà mình ra sân với cái với tình yêu trẻ bóng tròn rất là cao. Đây là lần thứ 7 giải bóng đá Đăng Phúc Sport được tổ chức. Năm nay, trung tâm đã quyết định tổ chức giải đấu hoành tráng hơn khi tăng quy mô giải thưởng cũng như tính chuyên nghiệp trong vận hành với sự đồng hành của các quý phụ huynh và các nhà tài trợ lớn. Giải đấu được khởi tranh vào sáng ngày 27 tháng 7 và sẽ bế mạc vào chiều ngày 28 tháng 7 trên sân bóng H2 Tân Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.